Rồi, bữa nay mình qua sửa Cambridge English IELTS 12 Test 7 Reading Passage 2, The Intersection of Health Sciences and Geography, giao điểm của khoa học về sức khỏe và địa lý. Đầu tiên thì mình dạo qua các câu hỏi từ câu 14 đến câu 19 là đoạn nào mà nó có chứa cái thông tin ở dưới đây. Câu 14, An acceptance that's not on disease can be totally eliminated. À, một cái sự chấp nhận rằng không phải tất cả các căn bệnh diseases ha, can be, có thể hoàn toàn bị xóa bỏ. Ok, vậy mình gạch đích mấy cái từ khóa quan trọng. Example of physical conditions caused by human behavior. Một cái ví dụ về những cái điều kiện về thể chất hoặc là điều kiện về vật lý mà có thể gây ra bởi những hành vi của con người. Câu 16. A reference to classifying diseases on basis of how far they extend geographically. Là đoạn nào mà có liên quan đến việc phân loại các cái căn bệnh cơ bản dựa trên bằng cách nào mà chúng mở rộng phạm vi theo cái địa lý ha. Ok, tiếp tục câu 17. Reason why the level of access to healthcare can be vary within a country. Tại sao mà cái mức độ tiếp cận về chăm sóc sức khỏe thì có thể khác nhau trong cùng một quốc gia. Câu 18. A description of health geography as a mixture of different academic fields. Cái sự mô tả về địa lý sức khỏe như là một cái sự pha trộn giữa nhiều cái lĩnh vực học thuật khác nhau. Câu 19. A description of a type area where a particular illness is rare. Một cái sự mô tả về cái loại khu vực nào đó, nơi mà một cái căn bệnh đặc biệt thì rất là hiếm. Rồi, từ câu 20 cho đến câu 26 thì điền vào chỗ trống ha các bạn. 20. Certain disease has disappeared thanks to better ...... healthcare. Một cái căn bệnh hiển nhiên nào đó đã biến mất. Một cái căn bệnh nào đó đã biến mất nhờ vào cái gì đó tốt hơn và cái chăm sóc sức khỏe. Rồi, câu 21. Because they know they more contact between people ...... losing their usefulness. Bởi vì có nhiều cái sự tiếp cận gần gũi giữa con người, tức là con người giao tiếp với nhau á, thì cái gì đó đã đang mất dần cái sự hữu ích của nó. Rồi, tiếp tục có 22. Disease causing ...... most likely to be found in hot damp regions. Một cái gì đó mà gây ra bệnh thì nó hầu như được tìm thấy ở cái những cái vùng mà ẩm ướt nè và nóng. Ok. Rồi, câu 23. One cause of pollution ...... that burn a particular fuel. Một cái lý do của việc ô nhiễm là cái gì đó mà cái đó đó that burn, nó đốt một cái nhiên liệu đặc biệt nào đó. Rồi, câu 24. The growth of city often has an impact on nearby ...... tức là cái sự phát triển của các thành phố thì thường có tác động lên cái gì đó mà ở gần, nearby là lân cận ha các bạn. Rồi, tiếp tục có 25. Chủ ngữ ở đây thiếu là cái gì đó thì là một trong E1 disease that is growing after has been eradicated, là một cái căn bệnh mà nó phát triển sau khi bị xóa sổ. Tức là một cái tên, có thể đây là một cái tên gì đó thì nó là một cái loại bệnh gì, chắc chắn là một cái căn bệnh rồi, căn bệnh gì đó thì nó phát triển trở lại sau khi bị xóa sổ. Rồi, câu 26. A physical barrier such as a ...... can prevent people from reaching a hospital. Một cái rào cản về vật lý hoặc rào cản về thể chất ha. Ví dụ như là một cái gì đó thì có thể ngăn người ta đến cái bệnh viện. Rồi, vậy sau khi mình dạo qua xong 13 câu hỏi từ câu 14 đến câu 26 thì mình quay trở lại bài, mình đọc và làm thôi. Tuần tự ha. Đoạn A. Why many diseases that affect human has been eradicated due to improvements in vaccination and the availability of healthcare. There are still areas around the world where certain health issues are more relevant. Trong khi nhiều cái căn bệnh mà nó ảnh hưởng đến con người thì đã được xóa sổ nhờ vào sự cải thiện của vaccination, là tiêm chủng, và availability là sự có sẵn của chăm sóc sức khỏe, thì còn vẫn còn một vài cái khu vực ở trên thế giới nơi mà một cái căn bệnh nào đó, vấn đề ha, certain health issue là cái vấn đề về sức khỏe nào đó thì nó vẫn còn phổ biến. Như vậy ngay cái khúc này thôi các bạn là mình sẽ trả lời được cho câu số 20. Câu số 20 bên kia người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi là
Đây, certain disease has disappeared là một cái những cái căn bệnh nào đó thì đã biến mất. Thì ở bên đây tương đương với cái khúc đầu của mình nè. Disease that affect human has been eradicated nè các bạn. Due to ở bên kia người ta xài là thanks to. Better là tốt hơn. Thì bên đây nó là improvement in vaccination and the availability of healthcare. Bên kia người ta cho healthcare rồi, vậy thiếu gì? Vaccination, mình điền vaccination vô thôi, tiêm chủng. Thì nhờ vào cái sự tiêm chủng tốt hơn, ok, chủng ngừa đó, mình gần đây là chích COVID 19 hết các bạn. Rồi, mà một số bạn tới bây giờ thì chắc mình chích được nhiều người là chích được mũi 3, còn mấy bạn 18 tuổi trở lên chắc chích mũi 2 rồi. And healthcare và chăm sóc sức khỏe. Rồi, câu 21 tiếp theo khúc ở dưới này, đoạn này trả lời cho câu 21 nè. In a world that is far more globalized than ever before, people come into contact with one another through travel and living closer and closer to each other. Ở trên thế giới thì một cái thế giới mà cái sự toàn cầu hóa thì ngày càng phát triển hơn bao giờ hết, người ta tiếp cận với nhau hoặc là đến gần nhau hơn thông qua travel. Một là bạn có thể dịch là du lịch, hay là các bạn dịch là đi lại cũng được. Thông qua cái việc đi lại và sống ngày càng gần nhau hơn. As a result, superviruses and other infections resistant to antibiotics are becoming more and more common. Thì kết quả là những cái con siêu virus và những cái căn bệnh mà lây nhiễm khác, mà những căn bệnh này nè, nó resistant to là nó kháng lại thuốc kháng sinh, thì đang trở nên rất là phổ biến. Như vậy ngay đây trả lời được cho câu 21. Câu 21 người ta thiếu cái gì đây? Bởi vì more and more contact between people là ngày càng người ta sống ngày càng gần nhau hơn, sự liên hệ của con người nhiều hơn, thì cái gì đó mất đi cái tác dụng hữu ích của nó. Usefulness, ở đây mình thấy cái dòng cuối cùng này nè. Ok, as a result, superviruses and other infections resistant to antibiotics are becoming more and more common. Tức là cái việc kháng lại thuốc kháng sinh thì nó ngày càng trở nên phổ biến. Điều đó có nghĩa là cái thuốc kháng sinh thì ngày càng mất đi tác dụng, đúng không? Ngày càng mất đi cái usefulness của nó nè. Vậy mình điền vô đây là antibiotic ha các bạn. Ok, rồi tiếp qua đoạn B. Geography can often play a very large role in the health concerns of certain population. For instance, depending on where you live, you will not have the same health concern as someone who lives in a different geographical region. Perhaps one of the most obvious examples of this idea is malaria bronaria, which are usually tropical regions that foster a warm and damp environment in which the mosquito that can give people this disease can thrive. Malaria is much less of a problem in high altitude desert, for instance. Địa lý thì thường đóng một cái vai trò lớn trong cái mối quan tâm về sức khỏe ở một cái khu vực dân cư nhất định nào đó. Ví dụ như tùy thuộc vào cái nơi bạn sống thì bạn có thể không có cùng một cái mối quan tâm về sức khỏe như là một cái người mà sống ở một cái khu vực địa lý khác. Có lẽ một trong những cái ví dụ mà hiển nhiên nhất về vấn đề này đó là cái ý tưởng về cái khu vực mà bị chịu ảnh hưởng bởi bệnh sốt rét. Cái nơi mà thường là những cái khu vực nhiệt đới mà nó nuôi dưỡng hoặc là nó có cái môi trường ấm áp và ẩm thấp, mà trong đó thì những cái con muỗi nó đưa cho người ta bệnh này có thể phát triển, tức là những cái con muỗi mà mang mầm bệnh sốt rét á, thì có thể phát triển. Sốt rét thì nó lại là không phải là một cái vấn đề đáng quan ngại ở những cái sa mạc mà có độ cao, ví dụ như vậy. Thì ngay chỗ cái đoạn này nè các bạn, để trả lời được cho mình câu số 22 qua bên đây. Người ta hỏi cái gì đó mà là một cái căn bệnh mà gây ra cái căn bệnh này thì nó dường như là gì, được tìm thấy ở cái những cái khu vực mà ẩm thấp nè, hot, ở đây dùng hot thì bên kia người ta dùng warm. Ok, vậy câu 22 mình sẽ là mosquito ngay chỗ này nè. Ok, có lẽ ha, một trong những cái ví dụ hiển nhiên của cái ý tưởng này là gì? Cái khu vực mà chịu ảnh hưởng bởi bệnh sốt rét nè, và thường là cái khu vực nhiệt đới mà nó nuôi dưỡng hoặc là nó có cái môi trường ẩm áp và ấm, mà ở trong cái môi trường đó thì mosquito. Ok, ngay chỗ này mình có rồi, mosquito là những cái con muỗi mà nó mang mầm bệnh này nè, thì nó có thể phát triển ha. Vậy ngay chỗ này mình sẽ đánh vô là câu 22.
và đồng thời trả lời được cho câu 19 ngay chỗ này luôn. Ok. Tại vì câu 19 ở bên trên người ta hỏi có đoạn nào mà có mô tả về một cái loại khu vực nào đó, nơi mà một cái căn bệnh đặc biệt nào đó, căn bệnh nào đó thì nó hiếm. Đó là gì? Sa mạc đó. Rồi câu 22 mình điền vô là mosquito ha. Dịch lại ha. Mosquito là muỗi mà gây ra bệnh thì dường như là được tìm thấy ở những cái vùng mà ẩm ướt và nóng. Ở đây câu hỏi mình là nóng thì trong bài người ta sử dụng là warm. Còn ở đây type of area trong bài mình chính là desert ở dòng cuối cùng này nè. Dòng cuối cùng này ha. Malaria is much less of a problem in high altitude desert, for instance. Là cái sốt rét thì nó không phải là vấn đề đáng quan ngại ở những cái sa mạc mà có độ cao, ví dụ như vậy. Thì á, sa mạc có độ cao ở bên đây nè là desert. Đúng không? Rồi type of area. Particular unit này chính là malaria và rare của mình chính là much less of a problem. Vậy câu 19 mình điền vô là đoạn B. Đoạn B là cái đoạn mà nó có chứa thông tin về mô tả một cái khu vực nào đó, nơi mà một cái căn bệnh đặc biệt nào đó thì nó hiếm. Rồi xong ha. Ok, mình qua đoạn C. In some country, geographical factor influence the health and well-being of population in very obvious ways. Ở một vài quốc gia thì những yếu tố về địa lý ảnh hưởng đến sức khỏe và hạnh phúc của người dân theo những cái cách mà rất rõ ràng. In many large cities, the wind is not strong enough to clear the air of the massive amount of smog and pollution that cause asthma, lung problem, eyesight issues and more in the people who live there. Ở một vài thành phố lớn thì gió không đủ mạnh để thổi những cái không khí mang theo lượng lớn khói và ô nhiễm mà nó gây ra những bệnh hen suyễn nè, những vấn đề về phổi và những vấn đề về thị lực và nhiều cái vấn đề hơn nữa đối với những người mà sống ở đó. Part of the problem is of course the massive number of cars being driven in addition to factories that run on coal power. Một phần của vấn đề này đương nhiên là cái số lượng khổng lồ của xe hơi mà đang được sử dụng bên cạnh những cái nhà máy mà nó chạy bằng năng lượng than đá. The rapid industrialization of some country in recent years has also led to the cutting down of forests to allow for the expansion of big cities, which make it even harder to fight the pollution with the fresh air that is produced by plants. Cái công nghiệp hóa một cách nhanh chóng ở một vài quốc gia trong những năm gần đây đã dẫn đến cái việc mà chặt phá rừng để cho phép mở rộng những thành phố lớn, mà cái việc này nó làm cho cái việc chống lại sự ô nhiễm bằng cái không khí sạch được sinh ra bởi những cái cây xanh thì thậm chí nó còn khó khăn hơn. Như vậy ngay cái khúc mà câu này nó trả lời được cho ba câu là câu 23, 24 và 15. Bên câu 23 người ta hỏi một cái lý do, one core pollution y, một cái lý do của cái việc ô nhiễm là cái gì đó, mà cái đó đó nó burn a particular fuel, nó đốt một cái loại nhiên liệu đặc biệt. Thì bên bài học của mình hồi nãy mình đọc ngay khúc này nó là gì các bạn? Nhà máy nè, mà nó run on coal power là nhà máy nó chạy bằng cái coal power là năng lượng than đá. Thì cái năng lượng than đá của mình ở đây chính là particular fuel, và bên này ở bên kia chính là run on. Như vậy câu 23 mình điền vô là factory. Câu 24, the growth of city often has an impact on nearby. Sự phát triển của thành phố thì thường có tác động lên cái gì ở gần. Hồi nãy mình thấy khi mà xây dựng thành phố, expansion of big city, thì người ta thường cutting down a forest. Đúng không? Vậy thì cái gì bị ảnh hưởng? Forest bị đốn xuống á, để mở rộng thành phố mà. Cho nên ngay chỗ câu 24 này mình sẽ impact on nearby forest. Rồi đồng thời mình trả lời được cho câu 15. Người ta hỏi cái đoạn nào có ví dụ về những cái điều kiện về vật lý mà gây ra bởi hành vi của con người. Thì mình thấy rõ ràng ở đây nè, hành vi của con người rất là nhiều toàn bộ. Từ cái việc gì đây? Lái xe, một cái số lượng mà xe khổng lồ ha. Rồi nhà máy mà gây ra chạy bằng than đá cũng gây ra ô nhiễm. Công nghiệp hóa một cách nhanh chóng. Rồi gì nữa? Phá rừng và mở rộng thành phố. Thì toàn bộ những cái này đều là những cái ví dụ về cái điều kiện, những cái điều kiện về vật lý mà gây ra bởi hành vi con người. Cho nên câu 15 này mình sẽ chọn nó là đoạn C, tức là đoạn C nó sẽ có chứa cái thông tin, những cái ví dụ về cái những cái ví dụ điều kiện về vật lý mà gây ra bởi hành vi con người ha. Ok, xong ha. Rồi mình qua tiếp đoạn tiếp theo, đoạn D.
Rồi, ok. It is in situation like this that the field of health geography comes into its own. Trong những cái tình huống như thế này, thì cái lĩnh vực về địa lý sức khỏe thừa hưởng cái hoạt động riêng của nó. It is an increasingly important area of study in the world where diseases like polio are re-emerging. Respiratory diseases continue to spread and malaria-prone area are still fighting to find a better cure. Nó là một cái lĩnh vực nghiên cứu mà ngày càng quan trọng trong một cái thế giới nơi mà những căn bệnh như là bệnh bại liệt nè, tái xuất hiện, những cái căn bệnh liên quan đến đường hô hấp thì tiếp tục gia tăng, lây lan ha các bạn, spread là lây lan. Và những cái khu vực mà chịu ảnh hưởng của bệnh sốt rét thì vẫn đang tìm cách chống lại, đang still fighting là vẫn đang chống lại cái việc tìm kiếm những cái cách chữa trị tốt hơn. Health geography E, the combination of, on the one hand, knowledge regarding geography and methods used to analyze and interpret geographical information, and on the other hand, the study of health diseases and healthcare practices around the world. Địa lý về sức khỏe là một cái sự kết hợp. Một mặt là kiến thức liên quan đến địa lý và các cái phương pháp được sử dụng để phân tích và diễn giải các cái thông tin về địa lý. Và mặt khác là cái việc nghiên cứu về sức khỏe, những cái căn bệnh và những cái thực hành về chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới. The aim of this hybrid science is to create solution for common geography-based health problem. Cái mục đích của cái khoa học mà kết hợp này là tạo ra những cái giải pháp cho những cái vấn đề về sức khỏe phổ biến mà dựa vào địa lý. Why people will always be prone to illness? The study of how geography affects our health could lead to the eradication of certain illnesses and the prevention of others in the future. Trong khi người ta thì vẫn luôn rất là dễ bị mắc bệnh, thì việc nghiên cứu bằng cách nào mà địa lý ảnh hưởng đến cái sức khỏe có thể dẫn đến việc xóa sổ những cái căn bệnh nào đó hoặc là những căn bệnh nhất định, thì cái và ngăn cản những cái căn bệnh khác trong tương lai. By understanding why and how we get sick, we can change the way we treat illness and disease specific to certain geographical locations. Bằng cách hiểu bằng cách nào, tại sao và chúng ta bằng cách nào mà chúng ta bị bệnh, thì chúng ta có thể thay đổi cái cách mà chúng ta chữa bệnh và những cái căn bệnh cụ thể ở những cái khu vực địa lý nhất định nào đó. Thì ngay cái đoạn này nè các bạn, đoạn D nó sẽ trả lời được 3 câu 25, 14 và 18. Ngay chỗ câu 25 này, người ta hỏi là cái gì thì là một cái căn bệnh E1 disease mà nó phát triển sau khi has been eradicated, là đã bị xóa sổ. Thì ở trong bài mình nó có cái dùng cái từ là re-emerging, là tái xuất hiện. Và bệnh gì đó các bạn? Bệnh bại liệt ha. Ok, vậy thì polio A re-emerging. À, chỗ này là câu 25. Vậy bệnh bại liệt là một cái căn bệnh mà nó phát triển sau khi đã bị xóa sổ. Câu 25 mình điền vô là polio. Tiếp tục, câu 10 khúc ở trên này nè các bạn, câu 14 ha. Việc cái đoạn nào mà có chứa thông tin về cái việc unacceptance, chấp nhận rằng not all diseases can be totally eliminated, là không phải tất cả những căn bệnh thì có thể được xóa sổ một cách hoàn toàn. Thì ngay cái khúc mà mình vừa nội cái bệnh bại liệt này cũng tái xuất hiện rồi. Những căn bệnh liên quan đến gì? Đường hô hấp thì tiếp tục lây lan. Rồi cái khu vực mà chịu ảnh hưởng của bệnh sốt rét thì vẫn đang phải chống chọi và tìm cách có những cái giải pháp chữa trị tốt hơn. Thì ngay cái khúc này là trả lời cho câu 14, tức là đoạn D là có chứa cái thông tin về việc chấp nhận rằng tất cả, không phải tất cả những căn bệnh thì có thể được xóa sổ. Ok, tiếp tục câu 18 là a description of health geography as a mixture of different academic fields, là đoạn nào có mô tả về địa lý sức khỏe như là một cái sự mixture, là hỗn hợp hoặc là trộn là hết các bạn, của nhiều cái lĩnh vực học thuật khác nhau. Nhiều cái lĩnh vực học thuật khác nhau, thì ngay chỗ health geography là cái sự kết hợp nè, combination bên kia người ta dùng mixture ha, rồi rất là nhiều kiến thức ở đây, bao gồm có kiến thức liên quan đến địa lý nè, rồi cái phương pháp mà sử dụng để phân tích nè, giải thích nè, thông tin về địa lý, rồi mặt khác lại là nghiên cứu về sức khỏe nè, những căn bệnh và những cái thực hành về chăm sóc sức khỏe trên toàn thế giới, thì nó là rất là nhiều cái lĩnh vực học thuật khác nhau. Đó, thể hiện ở ngay đoạn D này luôn.
cụ thể ngay chỗ mình gạch này ha. Rồi vậy ngay chỗ này là trả lời cho câu 18, và câu 18 mình đánh vô là đoạn D ha các bạn. Ok. Rồi mình qua trang thôi, qua tiếp đoạn E. The geography of disease and ill health analyzes the frequency with which certain diseases appear in different parts of the world and overlay the data with geography of the region to see if there could be a correlation between the two. Cái vị trí địa lý của những căn bệnh và sức khỏe kém thì phân tích cái tần suất xuất hiện của những cái căn bệnh ở những cái khu vực, những cái phần khác nhau của thế giới và bao phủ dữ liệu với cái vị trí địa lý của cái vùng này để xem là có cái mối liên tương quan nào giữa hai vấn đề này hay không. Tức là vấn đề về những căn bệnh và cái tần suất xuất hiện của nó đó các bạn. Rồi, health geography also study factors that could make certain individual or a population more likely to be taken ill with a specific health concern or disease as compared with the population of another area. Những cái nhà địa lý về sức khỏe thì đồng thời cũng nghiên cứu những cái yếu tố mà nó có thể tạo nên hoặc là làm cho một số cá nhân hoặc là một khu vực dân cư nhất định nào đó thì dường như dễ bị bệnh với một cái dễ bị nhiễm những căn bệnh hoặc là có vấn đề về sức khỏe cụ thể và so sánh nó với các cái quần thể dân cư của khu vực khác. Health geographers in this field are usually trained as healthcare workers and have understanding of basic epidemiology as it relates to the spread of diseases among the population. Những cái nhà mà địa lý về sức khỏe trong cái lĩnh vực này thì cũng thường được huấn luyện như là những nhân viên y tế và có một cái hiểu biết cơ bản về dịch tễ học cũng như là cái mối liên quan. Nó liên quan đến cái sự lây lan của những căn bệnh ở giữa những khu vực dân cư. Do cái nội dung của cái đoạn E này không có trả lời được cho câu nào hết, cho nên mình qua đoạn F ha các bạn. Rồi, ok, tiếp tục. Researchers studied the interaction between humans and their environment that could lead to illness, such as asthma in places with high levels of pollution, and work to create a clear way of categorizing illnesses, diseases, and epidemic into local and global scale. Những nhà nghiên cứu thì nghiên cứu cái mối tương quan giữa con người và môi trường mà nó dẫn đến những căn bệnh, ví dụ như là bệnh hen suyễn ở những cái nơi mà có mật độ ô nhiễm cao, và tạo ra một cái cách rõ ràng để phân loại những căn bệnh, bệnh tật và dịch bệnh ở quy mô địa phương và toàn cầu. Geographer can map the spread of illnesses and attempt to identify the reason behind an increase or decrease in illnesses as they work to find a way to halt the further spread or re-emergence of diseases in vulnerable populations. Những cái nhà mà địa lý về sức khỏe có thể lập nên bản đồ về sự lây lan của những căn bệnh và cố gắng để xác định cái lý do đằng sau việc tăng hoặc là giảm của những căn bệnh này khi mà họ làm việc để tìm ra cái cách để dừng cái việc mà lây lan hơn nữa hoặc là tái xuất hiện của những căn bệnh này ở những khu vực dân cư dễ bị tổn thương. Như vậy cái đoạn này nè các bạn, thì nếu mà bạn nào nhại các bạn sẽ thấy categorizing illnesses thì nó tương đương với bên câu 16 của mình là classifying diseases. Thì mình chọn ngay cái thông tin của cái đoạn F là có đoạn F có chứa thông tin của câu 16. Vậy câu 16 mình sẽ chọn ngay nó là F ha. Còn nếu mà bạn không có cái từ thì các bạn phải dịch giống như nãy giờ và mình bắt đầu mình đọc nè. Cái đoạn nào mà có cái chứa thông tin về phân loại các cái căn bệnh dựa vào cái mức độ lây lan về địa lý của chúng, thì cái nội dung của cái đoạn F mình vừa mới đọc nè ha. Họ phân loại bệnh ha. Ok, ngay chỗ này tạo ra một cái cách rõ ràng về cái việc phân loại các cái bệnh nè, bệnh tật nè, dịch bệnh nè, dựa vào quy mô của địa phương và cũng như là toàn cầu. Rồi để tìm ra lý do đằng sau việc tăng và giảm của những căn bệnh thì cái này chính là quy mô về địa lý nè, global và local scale. Ok, còn cái này là phân loại gì? Phân loại bệnh nè, thì nó giống hoàn toàn với cái nội dung của cái 16 hoặc là đoạn F là có chứa cái thông tin của cái câu 16. Lại ha, cái đoạn nào mà có chứa tham chiếu reference to là liên quan hoặc là tham chiếu tới cái việc phân loại các cái căn bệnh mà cơ bản là dựa vào cái mức độ mà mở rộng về địa lý của chúng, tức là của những cái căn bệnh này, thì người ta bên đây người thậm chí người ta lập bản đồ luôn nè,
ha, rồi người ta tìm lý do đằng sau cái việc mà tăng và giảm nữa. Ok, rồi mình qua đoạn G ha. The second subcategory of health geography is the geography of healthcare provision. Cái phạm trù con thứ hai của cái địa lý về sức khỏe hoặc là địa lý về y tế ha, là cái địa lý về việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe. This group study the availability or lack thereof of the healthcare resources to individual or population around the world. Cái nhóm này thì nghiên cứu cái sự có sẵn hoặc là thiếu hụt của cái nguồn lực về chăm sóc sức khỏe đối với những cái cá nhân hoặc là cái khu vực dân cư ở trên thế giới. In both developed and developing nations, they often a very large discrepancy between the option and availability to people in different social classes, income bracket and level of education. Ở cả những quốc gia phát triển và đang phát triển thì luôn có một cái sự chênh lệch rất là lớn giữa những cái lựa chọn có sẵn đối với những người ở những cái tầng lớp xã hội khác nhau, những cái có những cái khung thu nhập khác nhau hoặc là cái trình độ giáo dục khác nhau. Individual working in the area of the geography of healthcare provision attempt to assess the level of healthcare in the area. For instance, it may be very difficult for people to get medical attention because there is a mountain between their village and the nearest hospital. Những cái cá nhân mà làm việc trong cái lĩnh vực mà địa lý về cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe thì cố gắng đánh giá cái mức độ về cung cấp sức khỏe trong khu vực. Ví dụ như có thể rất là khó khăn cho người ta tiếp cận dịch vụ chăm sóc, dịch vụ y tế bởi vì có một cái ngọn núi ở giữa cái ngôi làng và cái bệnh viện gần nhất. The researchers are on the front line of making recommendations regarding policy to international organizations, local government bodies and others. Những cái nhà nghiên cứu này thì là những người tiên phong trong cái việc tạo ra những cái đề nghị liên quan đến chính sách đối với những tổ chức quốc tế, những cái cơ quan chính phủ địa phương hoặc là những tổ chức khác. Thì cái đoạn này nó trả lời được hai câu cuối cùng của mình ha các bạn. Rõ ràng mình thấy bên câu 17 là cái đoạn nào ta hỏi là cái lý do mà tại sao cái mức độ tiếp cận về sức khỏe thì có thể khác nhau ngay trong cùng một quốc gia. Thì ngay chỗ này nè, dựa vào gì? Tầng lớp xã hội, rồi khung thu nhập, rồi trình độ giáo dục khác nhau thì chúng ta sẽ có một cái sự chênh lệch kể cả ở quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển luôn. Quốc gia phát triển và quốc gia đang phát triển thì luôn có một cái sự chênh lệch rất là lớn giữa cái lựa chọn mà có sẵn đối với những người. Do gì đây các bạn? Different social classes là cái tầng lớp xã hội khác nhau. Income bracket là cái khung thu nhập khác nhau. Level of education là cái trình độ về học vấn khác nhau. Như vậy cái đoạn G thì nó có chứa thông tin của câu 17, tức là lý do tại sao mà cái mức độ tiếp cận về chăm sóc sức khỏe có thể thay đổi. Ở đây người ta dùng chữ vary, thì ở bên đây người ta dùng chữ có gì? Discrepancy ha các bạn. Ok, discrepancy. Rồi câu 17 mình đánh vô là G. Tiếp tục câu cuối cùng là câu 26. Người ta nói là physical barrier, một cái rào cản về vật lý, such as a, ví dụ như là một cái gì đó, thì can prevent people from reaching a hospital. Hồi nãy mình nhớ có một cái ngọn núi không? Hey, ví dụ nè. Ok. It may be very difficult for people to get medical attention because there is a mountain. Ok. There is a mountain between the village and the nearest hospital. Vậy thì có cái gì ngăn cản? Cái rào cản vật lý ở đây chính là a mountain hả các bạn? Dịch lại chỗ này cho các bạn ha. It may be very difficult, rất khó cho người ta để tiếp cận cái dịch vụ mà y tế bởi vì có một cái ngọn núi ở giữa ngôi làng của họ và cái bệnh viện gần nhất. Bên đây người ta hỏi có cái rào cản vật lý, một cái rào cản hàng rào này, vật lý, rào cản vật lý. Ví dụ như là gì thì có thể ngăn cản, prevent people from reaching a hospital. Hay mình điền vô là ngọn núi, mountain. Ok, xong ha. Rồi, vậy là đã trả lời xong hết. Còn một cái đoạn hát cuối cùng, mình dịch luôn để cho mình hiểu toàn bộ nội dung của cái bài này hát các bạn.
The field of health geography is often overlooked, but it constitutes a huge area of need in the field of geography and healthcare. If we can understand how geography affects our health, no matter where in the world we are located, we can better treat disease, prevent illness, and keep people safe and well. Cái lĩnh vực về địa lý y tế thì thường bị xem thường, nhưng mà nó cấu thành một cái nhu cầu lớn trong cái lĩnh vực địa lý và chăm sóc sức khỏe. Nếu chúng ta hiểu được địa lý ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta như thế nào, thì không có quan trọng là chúng ta ở đâu trên thế giới, thì chúng ta có thể chữa trị bệnh một cách tốt hơn, ngăn ngừa bệnh tật và giữ cho mọi người an toàn và khỏe mạnh. Rồi xong ha. Ok, tiếp tục xong một bài nữa. Vậy các bạn cứ xem đi xem lại, vừa bổ sung học từ vựng và tăng cái độ nhạy khi mà đọc dịch, đọc hiểu của mình lên ha, mỗi ngày. Rồi chúc các bạn học tốt.